ơi, mình chưa vô gặp đôi vợ chồng này mà nhìn hai cái màu xe của hai vợ chồng tao nó y chang luôn, giống như là cái xe sinh đôi vậy đó. Bởi vậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra với câu chuyện vợ chồng Son này đây. Chị em chào chị. Hai tụi em. Trời ơi, đôi vợ chồng Son này dễ thương quá quý vị ơi. Màu áo của cô vợ rất là nhã nhặn, giống như màu áo của Thúy Nga vậy đó. À, theo như thường lệ, đến với mỗi chương trình cặp vợ chồng Son thì cái thủ tục đầu tiên của Thúy Nga sẽ là đi khám phá cái nhà. Thôi bây giờ tụi em cho chị xem cái tổ ấm của tụi em đi ha. Dạ. Dạ. Đây thì nhà bếp với lại có máy giặt máy sấy luôn. Cái này thì lúc mà tụi em mua về thì họ cũng chuẩn bị làm sẵn xong hết rồi. Làm mới hết trơn luôn hả? Dạ. Khi mà chúng ta vừa vào cái không gian bếp thì thực sự đây là một cái không gian rất là nhã nhặn, ấm cúng và có một cái màu sắc rất là đẹp như là cái áo đầm của Thúy Nga. Đôi vợ chồng trẻ này có cái nhà rất là dễ thương nha quý vị. Đây là cái bếp ha. Rồi bây giờ mình tiếp tới cho chị coi luôn cái phòng khách, phòng ngủ rồi luôn đi. Dạ. Thì đây là không gian sinh hoạt chung của gia đình, phòng khách rồi bàn ăn luôn. Thì cũng hơi nhỏ cho nên là tụi em kết hợp chung với nhau. Cái nhà này xinh quá ha. Nhà này được mấy phòng ngủ, mấy toilet? 3 phòng ngủ chính với lại là 1 toilet rưỡi. Có một phòng làm việc nhỏ nữa thì mới đầu tính để cho em bé nhưng mà sau đó thì giờ là tận dụng luôn. Wow, tụi em có baby luôn hả? Dạ. Wow, baby đâu rồi? Dạ đang ngủ. Nó đang ngủ rồi. Dạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi xâm nhập hậu cung ha. Dễ thương quá quý vị. Dạ. Nhã nhặn dễ thương sợ luôn. Thì cái phòng đây là thông với gara. Mới đầu là tính để cho em bé nhưng mà em bé nó ngủ chung với em quen nó không chịu ra riêng. Dạ, cho nên bây giờ thì em để phòng chơi với lại là phòng dạy học của em. Còn đây là phòng ngủ chung của hai vợ chồng với em bé. Cũng đơn giản thôi. Dễ thương ha. Đây là một cái không gian rất là ấm cúng ha. Đây là những cái hình mà lúc này là em đang mang thai phải không? Dạ. Cần này là hình cưới của vợ chồng em. Chụp ở New Zealand á, mà lúc đó là cũng sập tối rồi nên hình ảnh. Tối là ăn tối xong rồi người ta kêu ra đây là đứng một tiếng đồng hồ là lạnh cống luôn á, nhưng mà đẹp lắm chị. Ai cũng ra đứng để thả cả mấy kính viễn vọng để coi mấy cái ngôi sao đó. Ồ, mấy cái này là có thiệt luôn hả? Dạ. Trời lạnh mà em mặc cái sơ rê vậy luôn. Cái áo lạnh cái bờ nó cắt chụp xong là mặc vô liền chịu hết nổi. Thôi được rồi, cảm ơn tụi em. Bây giờ tụi mình đi ra trò chuyện ha. Dạ. Và ngay bây giờ Thúy Nga sẽ cùng với cặp vợ chồng này trò chuyện. Hai vợ chồng tên tuổi sao, giới thiệu liền. Dạ em tên là Kim Ngân, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là dạ, gì? Dạ em làm giảng viên ở cao đẳng. Bạn nhìn trẻ ha, 33 mà tưởng mới 13 không à. Còn em? Em tên là Tấn Long, năm nay em cũng 33 tuổi. Cái công việc của em là Analytic Manager, tức là quản lý dữ liệu với lại phân tích viên trong công ty. Bây giờ tụi em có thể chia sẻ cái cơ duyên làm sao mà hai đứa gặp nhau? Dạ tụi em là bạn học hồi cấp 3. Thì hai đứa qua Mỹ là cùng một năm. Rồi vô trường cấp 3 thì học cùng một khối luôn. Nhưng mà tới giữa năm thì hai đứa đi làm tình nguyện. Làm tình nguyện thì mới gặp tình nhau. Tình nguyện là tình nguyện cái gì? Làm cho cộng đồng. Có nghĩa là hai đứa đi làm một cái thiện nguyện chung. Dạ. Xong là quen nhau từ đó hả? Dạ thì mới gặp ảnh lần đầu tiên là em thấy ảnh đang ngồi chỉ bài cho bạn. Rồi mà em thì cũng thích con trai học giỏi nên nhìn thấy cũng hơi ấn tượng. Rồi em tự nhiên không biết sao, những lúc đó em nghĩ trong đầu không biết cái anh này muốn làm chồng mình được không ta? Không biết cái anh này muốn làm chồng mình được không ta? Trời ơi, mới gặp lần đầu tiên là suy nghĩ gì luôn hả? Dạ, em nghĩ chắc cũng có duyên. Cho nên là thì nhìn thì lúc đó chị cũng biết vậy thôi. Rồi sau cái qua học kỳ 2 thì hai đứa lại học chung lớp. Cái thời điểm mà hai vợ chồng em á gặp nhau là lúc đó hai đứa là khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ 16, 17 tuổi đó chị. Ôi, mới 16, 17 tuổi mà dám tưởng tượng người này có thể làm chồng mình không? Sao có đầu óc? Cô bé này nó già nua quá đi. Lúc em gặp là em có ấn tượng gì về bà xã em không? Dạ cũng bình thường thôi chị. Giống như là cũng là một cô bạn, giống như cũng Việt Nam mới qua chung với mình. Rồi nói chung là cũng có nhiều cái đồng cảm. Thì nhưng mà một buổi chiều về là coi như cả đám bạn đi chung cái quay lại nhìn cái tự nhiên ủa sao con bé này hôm nay nó xinh dữ vậy ta này nọ. Là cũng để ý thấy người ta xinh rồi, cũng địa rồi đó ha. Cái tự nhiên hôm đó thấy nó xinh quá rồi, cái mà đi không để ý nữa rồi cứ đi phía trước mặt thì thôi ai về giống như là ủi cái đầu vô cái cục
cục sắp sai luôn. Nguyên đám bạn chật quá chừng. Nhưng mà lúc đó là em có thấy cái cảnh đó không? Dạ không, em lại không thấy, em chỉ nghe bạn nó la lên rồi. Tại anh đập mạnh lắm. Vậy hả? Rồi lúc đó cái trán em sao, banh không? Không, mà cái kiến là nó rớt rồi đấy. Cái kiến nó rớt hả? Có phải cái lúc đầu á em thấy cái anh này anh học giỏi, thay vì là người ta để ý cái đẹp đúng không? Em thấy người ta học giỏi rồi cái em bắt đầu để ý người ta, em mới làm điệu đà đồ ăn diện lên chút xíu cho anh này anh hú hồn, rồi xong anh đập cái đầu vô bảng stop sign đúng không? Em cố tình đúng không? Dạ không, tại hồi đó em thích người khác chứ không phải thích ảnh. Nhưng em tưởng học giỏi vậy thôi. Chà, học hỏng quá là. Tưởng là người ta để ý là, ta để ý luôn, trai về là để ý cái học thôi nha quý vị. Nhưng mà trai khác người ta vẫn để ý luôn. Rồi cái lúc mà hoành lại cái thời điểm mà hai đứa vô học chung thì sao? Có những cái sự cố gì mà để dẫn dắt mà đến cái chuyện tình cảm không? Năm đầu tiên là chỉ làm bạn thân thôi, không có tình cảm gì hết á. Xong cái năm lớp 12 á thì học đâu được một tháng cái em với ảnh thì học xong là hay ra làm bài tập chung, rồi cái bữa đó tự nhiên hai đứa ngồi đánh cờ vua. Cái ảnh mới nói hơi cá độ, đứa nào mà thua á thì làm theo ý đứa kia. Thì xong rồi em thua thì ảnh nói ok giờ ảnh muốn nắm tay em. Cái nắm tay rồi cái em nói ủa sao tụi mình giống như bụt bịch quá vậy. Cái là đó ảnh mới vô luôn á. Trời ơi, xong là dính luôn từ đó đó hả? Dạ, là xong anh tỏ tình luôn á. Nhưng mà cái nắm tay lúc đó là em cảm giác cái nắm tay của người ta nó bình thường hay là nắm tay vô không, hai đứa có một cái luồng điện gì giống như là nó khủng khiếp mà để cho mà đến với nhau không? Dạ, lần đầu tiên em nắm tay con trai nên em cũng không biết. Mà anh nắm chặt lắm. Vậy hả? Nắm sao buông được? Buông nó chạy sao? Thế là hồi xưa em tưởng nắm tay là nắm giày mà anh đang ngắn tay vô. Em thấy lạ lắm. À, là thấy lạ lạ thôi hả? Giờ trong cái thời điểm đó hai người để ý tới nhau rồi thì là ai hay thể hiện những cái chiêu trò lãng mạn cho đối phương biết? Thường là em lãng mạn hơn là vợ em nhìn vậy chứ nó cũng khô khan. Dạ, em khô khan lắm. Hồi đó mới quen được 5 tháng thì Valentine là 14, thì ngày 15 là tụi em đi field trip với trường. Thì ảnh đi đâu ra ảnh mua cho em cái nhẫn 4 đồng. Anh nói là bây giờ anh tặng em cái nhẫn 4 đồng rồi 10 năm nữa anh cưới em anh tặng em cái nhẫn 4.000. Nói là anh hứa với em vậy ạ. Rất là thông minh. Một cách chinh phục bạn gái rất là dễ cho bị gục ngã đó. Dạ, rồi đi học là tối nào về là hai đứa cũng cà phone. Nếu mà không cà phone được là anh email cho em. Vậy là hồi đó là chỉ có cà phone với là email. Vậy em có nhớ một email nào mà cái người bạn của em á tỏ tình mà một cách lãng mạn làm sao mà để em nhớ tới bây giờ không? À, dạ, ảnh thì gửi nhiều lắm. Em có in ra một cái thôi. Nhưng mà tại em đọc thấy vui em cho chị. Ồ, vẫn còn giữ luôn hả? Dạ. Ổn rồi, email thì nó đâu có mất đâu ta. Nó vẫn còn giữ. Đôi lúc tôi cũng lúa thiệt tình luôn. Cũng may cũng còn cái bằng chứng trong email. Dạ. Mà ảnh chứ không giấu. Đang làm gì vậy hồi này lờ có lên dơ mờ cung cầu. Thôi em đọc đi chết chết. Chị rối quá chị đọc không được. Cái em... này là năm nào nha? Dạ, năm chị... 2005 là... Wow, cái email này vẫn còn giữ nha quý vị. Đây là mới nào? Quen được 2 tháng. Để em đọc khúc này vui nè. Ngày mốt đi coi phim à, sướng ghê chưa? Nhưng ngày mốt đi coi phim là có ai vậy? Sao để bà xã đi chơi một mình kiểu này thấy lo quá trời. Nhưng đi đâu thì đi, không được mang giày cao gót nè. Đi đứng cũng phải cẩn thận đó, đừng cái nhí nhảnh chạy nhảy lung tung. Không phải Long lo lắng cho ngăn đâu, mà Long lo lắng cho cái chất của Long đó. Làm sao thì làm, đừng có để mai mốt Long gửi check cho Trâu, Long cũng yên tâm chứ đúng không? Check là gì? Em cũng không, em quên mất hồi đó ấy ảnh là gì, nhưng mà ảnh hay dùng cái chữ đó trong email lắm. Check là check tiền hay check gì vậy em? Hay là check in? Hình như là vậy. Dẫn thôi, nhưng đi coi phim kỳ này có ai thế? Có con trai thì cũng đừng ngồi kế con trai nha. Ghen rồi đó, ghen rồi, ghê quá. Long biết tính em yêu của Long mà. Ủa em yêu của Long mà, nó trời ơi, sến quá em ơi. Đi coi phim gì gặp cảnh rùng rợn một chút là cứ bịt mắt, dựa vào người kế bên không à. Hi hi, sao bây giờ thấy Long ích kỷ lắm không? Không biết nữa, nhưng bây giờ thì Long chỉ muốn ngân là của mình Long thôi. Trời, mới 2 tháng rồi đó. Là lúc này là vô học đó, phải không? Dạ. Dạ, lúc này là vô học. Là vô học chung một lớp hả? Dạ, vô học chung một lớp à. Lên đại học cũng học chung luôn. Cũng còn dính dấp với nhau nữa luôn đó. Dạ, dính nhiều lắm. Dạ. Chị dính... Cái duyên ha. Dạ. Đúng là cái duyên. Học chung ngành luôn, cho nên là hai đứa lấy lớp là gần như y chang nhau. Hồi lên đại học xong, học năm thứ 3 là lúc đó chuyển qua trường đại học á,
thì mới học mùa đầu tiên là lúc đó bắt đầu căng thẳng giữa hai đứa xảy ra nhiều. Tại vì lên đó thì càng ngày chương trình nó càng khó, mà lại cái ngành đó thì không phải là ngành ảnh thích. Ảnh là ảnh giỏi hóa, giỏi toán chứ không phải giỏi hóa. Cho nên thành ra là mê gái như vậy đó. Thành ra là đi học thì em thì cũng áp lực, tại vì em cũng muốn cho gia đình thấy là em cũng có bạn trai, nhưng mà thật sự là em cũng vẫn bạn trai với em đều là học tốt hết, không đứa nào bị ảnh hưởng gì hết. Rồi xong rồi cái cũng ép, giống như là không phải ép mà giống như cũng kiểm tra coi anh làm bài sao thì này nọ, rồi làm bài mà không được á là cũng nói ra nói vô nhăn nhó ảnh gì đó. Em cũng làm áp lực ảnh nhiều, cho nên rồi riết thì ảnh cũng bực mình rồi cãi nhau, coi như ngày nào cũng cãi nhau, đi học về là nói chuyện chập là cãi, nằm ngủ là khóc, tối nào cũng khóc hết á. Có bao giờ mà đến cái đỉnh điểm mà hai đứa muốn giải tán luôn không? Dạ cũng có, hai đứa thì cũng có chia tay, mà chắc cái lần đó chắc cũng lần lâu nhất cùng lẽ. Ủa có anh Toàn à? Dạ. Trời. Anh chủ động chia tay. Ủa anh chủ động chia tay luôn, ghê vậy. Tỏ tình ta đã xong bỏ rồi người ta gì ông nội. Thì nói chung là cũng nhiều áp lực quá rồi này nọ, rồi giống như muốn cho mình cái gì đó nó khác biệt á, giống như là cho nó thoải mái hơn á, thì cũng có một lần nói chia tay đó. Nhưng mà lúc mà nói chia tay, lúc mà chia tay xong rồi đó thì mình lại cảm thấy nó giống như là có cái gì đó rất là hụt hẫng, với lại đôi lúc là cũng phải lỗi vợ mình cũng muốn tốt cho mình ha. Thành ra lúc đó em quyết định là quay lại, nhưng mà cũng là thời điểm mà em đổi cái nghề của em không có học theo ngành hóa nữa, mà em học theo cái hai đứa không học chung nữa luôn, không học chung nữa, em học theo cái nghề em thích. Chị đi cho nó dễ, thật sự nó áp lực rồi. Lúc mà hai người chia tay như vậy thì trong cái khoảng cách một tuần đó thì là hai tụi em cái cảm xúc là sao? Khó chịu lắm chị, thấy mình cảm thấy rất là có lỗi nữa, giống như tự nhiên không mình làm, nói chung mình cũng làm đùng, thấy nói chung là cũng khó chịu trong người. Cái thời điểm mà Long với Ngân á, quen nhau á, lúc đó thời điểm đó nó còn quá trẻ đó, thì cũng là mối tình đầu thời học sinh thì nó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà có đôi lúc hai bạn có khi nào mà suy nghĩ nó thôi mình thử quen một cái người khác, hay là tìm cho mình một cái đối phương khác không? Dạ thật ra là cũng có, giống như hồi lúc mà tại là lâu lâu mà hay về Việt Nam chơi thì giống như cái mối quan, cái luồng quan hệ nó của mình nó thay đổi nhiều, thì em cũng có quen qua mạng thôi một cô bé ở Việt Nam. Nhưng mà sau đó thật sự là nó cũng phải là mặn nồng, giống như là em với vợ em thì mình cũng xác định được cái chuyện đó, nên thành ra trong cái tuần đó thì đôi lúc mà một mình nói chia tay rồi mình giật ngược lại, mình lại cảm thấy thật sự là mình thương vợ mình hơn rất là nhiều những cái mối quan hệ khác, nên thành ra là đó là lý do mà một lý do chính mà em quay lại. Hôm nay cái cuộc trò chuyện này cũng find out ra được là lúc đó người ta đã có một cái nhã ý của em biết mà chị. Em vô tình đọc được hết những cái bản chat của ảnh với cô bé đó. Sao rồi là em lấy hết mấy cái thư mà xưa anh viết tay cho em xé hết, hình xé hết dục. Cái thời điểm đó rồi mấy cái lá thư xé hết rồi sao, chẳng lẽ kết nối dán lại hả? Dạ không, lúc đó là mất luôn á. Sau này là chị có giữ là mấy cái email này, rồi sau này ảnh mấy dịp lễ hay kỷ niệm thì ảnh viết thư, viết thiệp á, thì em vẫn còn giữ thôi, chứ còn trước đó là mất hết. Giờ còn cái thư từ gì mà ở ngoài mà có thể đọc được không? Dạ đây chị. Cái thiệp này là ảnh tự lấy mấy cái hình rồi ảnh ghép lại là cái thời điểm cũng. Này là hai đứa còn đi học á hả? Dạ. Trời, hai đứa dễ thương quá ha. Nhìn đã có cái nét gì đó, nó cũng có nét vợ chồng lắm nha quý vị. Cái này chị đọc được nè, có dấu. Dạ. Chữ Long đẹp quá ha, giống chữ gái vậy đó. Bé nậu, anh ngồi đây dưới ánh đèn lay lắc, bỗng nghĩ lý do mình yêu em. Nhưng tự thấy câu hỏi này thật ngốc, bởi vì yêu nào cần một lý do. À ha, thơ nha quý vị. Chị ngắm em qua bức hình trên vách, yêu nụ cười nét duyên dáng thơ ngây, dễ thương quá. Cũng như câu mà anh thường hay nói, trong mắt anh tình nhân tựa tây thi. Ôi ta yêu mà ta cảm giác người yêu người ta là tây thi luôn quý vị ơi. Sớm quá rồi chứ không được đó. Yêu là thế, yêu là yêu tất cả từ bề ngoài đến tính cách của em. Ngoài xã hội em lo toan vất vả, về đến nhà lại nội trợ đảm đang. Chỗ thời đem giỏi vậy. Tại có mình em cho nên là cũng phải tự lo hả chị. Chỉ mong sao trên chặng đường còn lại có bóng hình bé nậu sánh vai cùng khỉ đột.
Bé mẫu là em là người miền Trung hả? Dạ em người Quy Nhơn Bình Định. À Quy Nhơn Bình Định hả? Trời ơi nãy giờ lý ra phải đọc cái bài thơ để tiếng Phú Yên hả cho. Bình luận nè, trong bài thơ ngoại trừ lời văn dễ hiểu, từ ngữ đơn giản, tác giả còn sử dụng một cách chơi chữ và đại ý được bao gồm trong bốn chữ này, đọc giả có thể tự tìm kiếm lề lưỡi anh con nghe thời này đã có icon là icon đấy quý vị. Bốn cái dòng thơ này mà cái kết đầu chữ là thành là anh chị yêu em nha, tác giả tác phẩm Bé Nẫu Khỉ Đột năm 2013. À, nãy giờ thì Thúy Nga đã nghe câu chuyện của Long và Ngân chia sẻ là yêu nhau từ lúc thời đi học, nhưng mà không phải vì mà quá yêu nhau mà bỏ bê cái chuyện học hành, nhưng mà hai người rất là vừa yêu mà vừa kết hợp là học, phải cố gắng học, học cho thành tài rồi mới để mà đến một con đường chung nhà với nhau. Thì học như vậy bao nhiêu lâu thì hai tụi em quyết định cưới nhau? Dạ thì coi như là giao thừa năm 2017, lúc đó là công việc của em cũng ổn định rồi. Là có công ăn việc làm luôn rồi? Dạ rồi, để lúc đó là đi làm cũng được 6 tháng rồi đó. Thì coi mới là 6 tháng thôi. Dạ, nên thành ra là cũng mới quyết định là cầu hôn Ngân. Nói chung là cầu hôn lúc đó cũng hơi bị ngu. Tại vì sao ngu là ngu sao? Mình cầu hôn lúc giao thừa là chờ lúc mà bắn pháo bông lên rồi mà rồi coi như là mình lên Vegas, mình chờ coi như là bắn pháo bông lên rồi sau đó mà mình sẽ quỳ xuống cầu hôn Ngân. Hôm đó là coi như cũng set up xong hết rồi. Thì ai về đến lúc mà bắn pháo bông thì tiếng pháo bông nó bự quá. Mình cầu hôn chỗ đầu xe mà thành ra mấy xe nó kêu quá 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 quá. Rồi sau đó là coi như mình quỳ xuống thì mình cũng nói mà coi như là mà không nghe gì được hết trơn. Đây, không nghe gì hết. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó là em thấy Long là quỳ xuống cầu hôn với em. Là em khóc liền luôn, nhưng mà lúc đó em cũng lăn vậy, giống như là trong đầu không có suy nghĩ được cái gì hết á. Anh nói, nó nói xong cái anh hỏi có muốn cưới anh không, là em nói yes là vậy thôi. Thì không có đứa nào thôi. Dạ không, có nguyên đi nguyên một đám bạn. Thì sau khi cầu hôn như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu thì tụi em làm đám cưới và về ở chung nhà? Dạ coi như là sau khi cầu hôn xong mới là một năm rưỡi á, là coi như là tại vì thì đầu năm đó là cầu hôn xong là về hai đứa trên đường lái xe về thì quyết định là chụp hình cưới. Ảnh mới nói là chụp hình cưới ở New Zealand. Wow. Để cho Thúy Nga xem thử. Wow, hình đẹp quý vị, chụp dưới tuyết mà hai nhỏ này nó mặc đầm sắt nách ha, lạnh bà cố luôn. Quý vị, trời ơi, lạnh lắm luôn á. Bây giờ Thúy Nga mới phát hiện nha, chụp hình cưới ở New Zealand rất là đẹp nha. Đẹp quá luôn. Vừa coi một cái loạt hình cưới tự nhiên thèm cái khoảnh khắc mà đi New Zealand để mà chụp hình hai mẹ con quá. Rất là đẹp, vừa có tuyết nè, vừa có hoa anh đào, vừa có đủ thứ trong này hết trơn, vừa có biển, vừa có sông núi rồi. Thì nãy giờ là những cái khoảnh khắc mà đẹp nhất của một cặp vợ chồng mà từ lúc yêu nhau cho tới lúc lấy nhau, thì bây giờ đến cái màn gọi là bóc phốt vạch mặt nhau nè. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tinh dục số 1 tại Việt Nam, suy giảm nội tiết dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Sau khi về ở chung á, yêu nhau thì cũng một cái quãng đường dài 13 năm, mà về ở chung 3 năm bây giờ lòi ra cái gì tính gì xấu không? Em nghĩ là có bao nhiêu tính xấu của hai đứa là biết nhau hết rồi. Ảnh thì em chỉ thấy có một cái là ảnh không có được tháo vát mấy cái chuyện đàn ông, ví dụ như sữa này sữa kia thì ảnh không có đành. Chỉ giỏi việc đi kiếm tiền thôi. Chắc vậy. Với lại chiều vợ. Chiều vợ. Chiều vợ đâu phải là tánh xấu. Dạ không, thì ý chị nói là giỏi đi kiếm tiền thì em nói thêm nữa cái là giỏi chiều vợ. Coi như là tính ra là không phải tật xấu nha. Cái gì chứ đàn bà mà có đàn ông đi kiếm tiền về nuôi mình thì đó là không phải tật xấu. Mà lại chiều vợ nữa thì đó là cái tật tốt nha. Rồi ngoài ra là gì nữa? Với lại thù dai. Anh ghi thù dai lắm. Thù dai là sao, em làm gì? Cái thù cá nhân trong lòng. Nói chung là hồi xưa thì em có nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ em không có nhớ được hết. Thì em chỉ nhớ gần đây nhất đó là hồi mới sinh con. Thì em cũng em sinh xong thì cũng đi không đi đứng lại thoải mái được, thì cũng hay sai, như là nó thấy cái này lấy cái kia, rồi ví dụ như con mình nó lỡ ói là em rối, rồi anh cũng rối, cái là em nhăn ảnh, cái tự nhiên đợi đó em nhăn ảnh, cái ảnh bực mình, cái hai đứa cãi nhau, thì cãi nhau xong cái ảnh lôi cái chuyện mà từ cái hồi trước khi cưới trước khi có con á, ảnh nói là sao hồi xưa anh với em nói với nhau là có con rồi là vẫn phải xưng anh em, mà tại sao bây giờ có con rồi thì em không có kêu em bằng anh nữa, mà toàn kêu là ba của Mận hay là kêu ba nó, chứ không kêu anh là anh nữa.
cái chuyện mà select xưa em cũng không nhớ nữa, mà anh lo rồi anh trách móc chung với cái đợt đó luôn. Mà thật ra kêu ba mận hay là ba nó tình cảm hơn em. Chứ mà cãi nhau mà kêu bằng mày tao mới mệt. Ấy ảnh là giống như các con, nhưng mà hai vợ chồng cũng vẫn phải giữ chuyện tình cảm. Giờ còn cái gì nữa không? Thực ra thì đối với em là anh cũng hoàn hảo. Cũng không có gì để chê trách hết. Còn riêng đối với Long thì sao? Long kể tật xấu của bà xã lần đầu tiên và cũng là cơ hội duy nhất trong cuộc đời nha. Em phải vạch mặt cho rõ ràng. Vợ em thì có hai cái. Hai cái thôi. Cái đầu tiên là ham làm, ham công tiếc việc dữ lắm. Nói chung là cũng có con có cái rồi mà coi như là thức khuya. Là mỗi lần mà làm việc gì làm 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, mà sáng hôm sau là coi như dậy là 7 giờ dậy, 6-7 giờ dậy. Wow. Là coi như là ham làm dữ lắm. Mà mỗi lần mà học sinh gửi email hay là mấy cái cộng tác viên nó gửi gì á, trời ơi, ngồi làm khí thế luôn. Làm khí thế luôn. Nên đôi lúc thì bỏ chồng bỏ con ngoài bên luôn. cũng hơi ham công tiếc việc. Với lại cái thứ nhì nữa là coi như là hơi hơi bộc phát, giống như nóng tính vậy chứ, nhưng mà cũng không phải là quá nóng nảy, nhưng mà ý là bộc phát vậy. Giống như là sáng nào á, đi trước khi đi làm á, là cũng sáng lắm, cũng hung dạ, nói dạ anh quen này nọ. Dạ, sáng nào anh quên ổng hung là em nhắn tin liền, sao hôm nay anh hung em vậy? Tình tự nhiên không có hôm hung thấy cái tự nhiên không đẩy ra nói thôi đừng có đụng anh em rồi nè. Em ủa có chuyện gì xảy ra? Nói ôi cũng như là sao anh lừa dối em các kiểu. Bảo nằm mơ. Nằm mơ. Mà coi như là dậy cái là không có. Em nằm mơ mà dậy em tức mà khóc luôn á chị. Ê, tại có khi nào mà hội chứng của người phụ nữ sanh con xong bị mặc cảm xong trầm cảm đúng không ta? Có không? Khi em sanh xong có bị mặc cảm gì vậy? Cũng có sơ sơ. Nói chung là cái cơ thể của mình nó thay đổi nhiều lắm. Thì mình cũng sợ bị chồng chê. Nhưng mà thật sự là ảnh thì mấy chuyện đó em thấy ảnh rất là tốt, không có. Nhưng mà không có làm cho em cảm thấy tự ti. Cái thời điểm mà em sanh xong là em nóng tính hơn hay là nóng tính là một cái bản chất của cô bé này từ cái thời trẻ? Không, từ hồi trẻ đến giờ là vẫn giữ y nguyên vậy luôn á. Dạ đúng rồi. Còn một cái nữa khó chịu, anh không nói ra thôi nhưng mà anh xét nét nhiều thứ, mà nhiều khi anh giữ trong lòng nhưng mà tới lúc mà dồn lại rồi là bung ra, mình mới thấy được là ồ anh để ý kỹ nhiều chuyện lắm chứ không phải là xăm soi lắm đó nha. Cũng là mẹ chồng nàng dâu lắm luôn á, không phải giỡn đâu. Ví dụ như chuyện xếp đồ đi thì anh phải xếp theo đúng cái áo của anh, là phải xếp theo ý đúng như vậy. Em mà xếp sai là anh gỡ ra anh xếp lại. Vậy cho nên đồ quần áo là phần ai nấy lo, em không đụng vô. Không, cái mảng này tôi cũng nghe nhiều cặp cũng bị như vậy. Với qua câu chuyện này thì giữa hai em có muốn đối phương mình thay đổi cái gì không? Thì em chỉ muốn ảnh giống như cái gì không vừa ý á, chuyện nhỏ chuyện lớn gì thì cũng nói với em một tiếng để giải quyết ngay tại lúc đó luôn. Khi mình trở thù vặt ha. Ảnh có phải thơ về cái đó nữa đó chị. Nên là như vậy thì ảnh cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Mà em thì em ở lâu với ảnh rồi, em nhìn mặt ảnh là em biết ảnh không ưng chuyện gì rồi, nhưng mà hỏi là không nói. Cho nên em cũng chỉ muốn là có gì không vừa ý thì mới nói ra để rồi mình thay đổi hay sao đó nó dễ hơn. Nhiều khi ảnh thấy chuyện nhỏ thì ảnh không muốn nói thôi. Còn em thì em muốn bà xã thay đổi cái điều gì? Thì em cũng chỉ mong bà xã là coi như là cân nhắc những cái chuyện thời gian làm việc với thời gian gia đình để bớt làm chút xíu. Rồi tại vì nói chung giờ làm thì sức khỏe cũng nó cũng hao mòn sức khỏe, với lại con bây giờ thì nó nhỏ, thì cái thời điểm này thời điểm tốt để mình vui với nó, nên thành ra là bớt làm chút xíu, có thời gian gia đình nhiều chút xíu thì em nghĩ là vậy thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn mấy cái chuyện nóng tính thì cái đó là bản tính con người thay đổi không có được, nên thành ra là chỉ mong là vậy thôi. Gì vậy? Nên anh cũng muốn nhân cơ hội này á, là coi như là anh cũng muốn lại repeat lại cái vow của mình cái hồi mà mình cưới nhau á. Em là hồi trước giờ em đi chung với anh nhiều rồi, giống như là người động viên anh nhiều nhất trong cái cuộc sống này, thì anh cũng muốn sau này trở thành, anh cũng muốn là mình trở thành giống như là cái chỗ dựa để em có thể dựa vô, hoặc là anh cũng muốn trở thành giống như là một người nào đó mà giống như là lúc nào em cũng tin tưởng, em có thể chia sẻ mọi thứ cùng anh này là này nọ. Thì giờ lại có thêm bé Mận nữa thì anh cũng hy vọng lắm.
như là gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng khỏe mạnh. Giống như hôm bữa bà ngoại anh trước khi mất á, bà ngoại anh cũng nói là trên đời này cũng không có nghĩa nào mà ngược nghĩa của phu thê đó. Thành ra là anh cũng hy vọng là vợ chồng mình lúc nào cũng vậy. Có một đứa cũng vậy mà có năm đứa cũng vậy. Giống như là em cũng sánh vai cùng với anh. Nói chung là cho chọn cái nghĩa phu thê của vợ chồng mình. Em không biết nói gì. Nói thì em nói. Em chỉ cảm ơn cuộc đời này đó. Có anh ở bên cạnh. Cặp đôi này làm cho tôi xúc động quá. Chị đứng ngoài mà chị cảm thấy vừa xúc động mà vừa hạnh phúc giùm em luôn á. Tự nhiên thấy nó vui trong lòng gì đâu luôn á. Thì chúc cho cặp vợ chồng của em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn mãi bền vững như cái lời chồng em nói, dù có 5 đứa con hay 10 đứa con là vẫn vững bền như vậy và hạnh phúc mãi mãi như vậy. Và chương trình Vợ Chồng Son đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thúy Nga một lần nữa xin cầu chúc cho những cặp vợ chồng son được lên sóng truyền hình của chương trình này thì luôn luôn hạnh phúc và mãi vững bền trong cuộc sống, là gọi là trăm năm hạnh phúc ha. Cũng đại diện vợ chồng em á, thì em cũng rất là cảm ơn chương trình là đã cho tụi vợ chồng em tham gia, mà em cũng hy vọng là mỗi lúc chương trình sẽ càng nhiều cặp tham gia hơn, cũng có nhiều cái chia sẻ hơn. Thì em một lần nữa em cũng rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn chị, cảm ơn cái ekip đã giúp. Dạ, đã cho chúng em có thêm cơ hội để lặp lại ký ức. Giống như là mình cảm thấy là lâu lắm rồi, giờ mới... Thâm nóng đó. Dạ. Hôm nay ông chừng mình làm lại cái hấp hôn động phòng. Và một lần nữa, Thúy Nga và Long và Ngân xin chào tạm biệt chương trình Vợ Chồng Son. Và cả nhà ơi, nhớ đón xem chương trình Vợ Chồng Son vào mỗi buổi tối Chủ nhật vào lúc 10 giờ trên HTV7. Và bây giờ Thúy Nga, Long và Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.